Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi có thể đăng bán cho quý anh chị các bạn để có thể thanh lý hai cái mẫu xe hiện tại đang có mặt tại cửa hàng của chúng tôi, số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì cái mẫu xe màu bạc này là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động. Và điều đặc biệt hơn nữa là cái mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Bản SR5 là một trong những bản hiếm hoi, có thể nói rằng đếm trên đầu ngón tay tại thị trường Việt Nam. Bởi vì thời điểm từ năm 2009 đến năm 2016 thì Toyota Fortuner đều được lắp ráp tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, trong đó là có máy dầu, máy xăng 1 cầu và 2 cầu. Đây là phiên bản bản full, là bản 2 cầu số tự động, sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc. Giá đang chào bán là 508 triệu đồng, giá thì vẫn có thể thương lượng được. Xe thì có thể nói rằng là đẹp lung linh. Bởi vì sao? Bởi vì là xe tư nhân một chủ, tư nhân một chủ các bạn nhé, tư nhân một chủ. Đấy, rất đẹp. Tư nhân một chủ. Rồi, cái mẫu xe thứ hai là cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu, cũng được nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc. Và mẫu xe này thì các bạn có thể thấy đây là mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia. Và xe được trang bị thêm khoảng tầm 50 triệu phụ kiện. Đối với các bạn mua xe mới thì xe này đang có giá là nó không nhập khẩu nữa, nó chỉ có xe trong nước thôi, với cả đăng ký vào khoảng là 1 tỷ 050 triệu. Xe này thì giá còn khá là rẻ các bạn ạ, rất là rẻ, mặc dù là nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhá. Xe này rất mới, đi có 2 vạn km mà thôi, lốp thì còn nguyên bản, lốp sơ cua chưa hạ các bạn nhá, lốp sơ cua chưa hạ. Đi một vòng, khóa chìa khóa đi, đang khóa rồi đấy, đi một vòng các bạn nhá, lốp sơ cua chưa hạ các bạn ạ. Các bạn nhìn này, toàn bộ lốp thì vẫn còn rất là nguyên bản các bạn nhé. Bốn lốp, lốp sản xuất là 2019 hết các bạn nhé. Đấy, toàn bộ 2019. Và xe này nhập khẩu. Cái xe này 19 thì có hai loại xe, một là xe nhập khẩu và một xe trong nước. Xe lắp ráp, xe nhập khẩu nó đắt hơn một chút. Xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 905 triệu đồng. Giá thì vẫn có thể thương lượng được. Xe thì cả bộ hai xe đều đã hỗ trợ trả góp lên đến 70% và lãi suất là 0,64% một tháng. Anh chị em thân mến, thì cái mẫu xe này chúng tôi đang chào bán là 905 triệu nha các bạn nhá, 905 triệu. So với thời điểm trước đã giảm 20 triệu rồi. Anh chị em thân mến thì đang hỗ trợ trả góp lên đến 70%, lãi suất là 0,64% một tháng. Và nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì hãy ấn like, subscribe kênh. Đặc biệt nếu những anh chị em nào ấn like, subscribe kênh thì chúng tôi sẽ dành tặng cho anh chị em đó một cái phiếu giảm giá, thì giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý vị các bạn. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.